Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đây là modem setting kết nối internet của DiniAgel. Modem này thì kết nối với tất cả các đầu cân của DiniAgel. Chỉ đổi tín hiệu RS232485 hoặc là RS422 sang internet bên ngoài và có thể kết nối được với tất cả các đầu cân do DiniAgel sản xuất. Bây giờ tôi sẽ mở cái hộp này ra. Đây. Đây là setting. Cái này ở trên này chúng ta có thể thấy, cũng thấy ở trên hãng cũng có ghi rõ là cái series này dùng để convert chuyển đổi internet. Đây các bạn thấy, tôi sẽ khui bên trong này. Đây. Các bạn có thể thấy ở trên cùng này chúng ta có thể thấy là chuyển đổi RS232 có chú thích cổng UTXRX và CND, hoặc là ở phần này chúng ta có thể thấy chuyển đổi 485. Đây phần nguồn chúng ta có thể cấp vào ở đây là từ 12 tới 24V để chuyển đổi internet. Ở đây chúng ta có thể thấy bốn cái cổng bọt ở đây, chúng ta gắn vào này. Chúng ta đút dây vào đây và chúng ta sẽ siết cái này lại. Ở đây là cổng RJ45 để sử dụng internet. Đây, bên hông cân trông nó giống như một cái bộ chống sét nguồn. Ở phần dưới này chúng ta dùng để lắp vào cái thanh đinh để treo các bạn ha. Đây là lưu ý các bạn nhầm. Model này vỏ được làm bằng nhựa ABS, kích thước nó khoảng tầm 53-58. Nguồn điện chúng ta có thể cấp là từ 12 tới 24V. Đây, nhiệt độ động khoảng từ âm 10 tới 50 độ C. Ở đây chúng ta có thấy là đèn con sẽ báo bằng cái đèn LED. Ở đây nó có cái đèn, hai cái đèn này bên hông này. Khi nào chúng ta kết nối được internet thì nó sẽ xuất hiện các bạn. Có thể giao thức TCP, UDP hoặc là DHCP hoặc là HTTM kết nối qua cái cổng RJ45 này. Rồi. Giao diện mạng là 10/100 Mbps. Tốc độ truyền cũng là 10/100 Mbps/s. Có thể chuyển đổi từ RS-22 sang internet hoặc là từ 485 sang internet, hoặc là từ 232 sang 485, có thể chuyển đổi được hết tất cả các bạn ạ. Lưu ý model này có thể kết nối với tất cả các đầu cân dài.